Hôm nay tôi đi trên đường mà sao lòng nắng chiều, gặp chàng bao nhiêu si tư chẳng biết nở với ai, phố sát đông ai ai cũng có đôi, xin tôi lẻ loi cô đơn mãi thôi. Tôi muốn yêu một lần thử xem, nhưng bao nhiêu năm trôi qua chẳng một ai ghé đến. Ôi sao mà tủi thân quá đi, tôi đâu đến nỗi đâu hay do tôi quá đen. Người yêu em mất đâu cho anh mãi tìm, bao đêm chắp tay nhìn cầu rồi một ngày sẽ thấy em. Người yêu tôi là ai? Là gái hay là trai? Vóc dáng cao hay bé xíu? Có mảnh mai hay quá béo? Này người yêu em ở nơi đâu? Đợi chờ em cho đến bao lâu? Trôi qua chỉ có tổng đài nhắn tin, chả có ai để tâm dù là tin nhắn nhầm. Cái gì mà buồn hơn chứ buồn, lang thang online trên Facebook một mình, nick tìm mình đi mấy em tình nhìn mà thèm ghê. Nhiều em hot girl, phải chỉ có được một em chắc mình cưng lắm cơ. Tôi không muốn ép ai ở long cả đời, tôi muốn có gấu yêu trò chuyện trong những đêm. Tôi không muốn ép ai ở long cả đời, là người yêu tương lai. Có mảnh mai hay quá béo? Này người yêu em ở nơi đâu? Đợi chờ em cho đến bao lâu? Người yêu tôi là ai? Là gái hay là trai? Người yêu em là ai? Tìm cách chẳng tìm trai, tìm hoài mà chẳng gặp được em ơi bé yêu. Cứ lay hoay chứ mình ta chung tình yêu. Alo, đang cô đơn một mình đây. Anh có biết cách nào thì chỉ cho tôi được yêu đây. Alo, đây là dịch vụ tình yêu. Các bạn muốn thoát FA thì cứ bật to bài này nha.